Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 18 giờ, hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Cũng trong sáng ngày 18 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành, địa phương dự lễ phát động trồng cây hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển cây công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tại bản Nà Nội, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị, hôm qua, cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu sự thành lập và ra mắt chính thức của tổ chức này. Đây là tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên quy tụ những người đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hiệp hội có điều lệ, có trụ sở, có con dấu và tài sản riêng. Được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các cá nhân và tổ chức có chung sở thích, ngành nghề và mục đích hoạt động, Hiệp hội sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên và của cộng đồng blockchain Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thưa quý vị, theo Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 tại Việt Nam, các công ty du lịch trên địa bàn thủ đô đã xây dựng 28 tour du lịch, phục vụ các đoàn đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên và khách tham dự sự kiện này. Việc xây dựng các tour du lịch chuyên biệt phục vụ khách tham dự SEA Games 31 không chỉ giúp khách tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan Hà Nội cũng như một số điểm đến lân cận, mà thông qua đó để lan tỏa hình ảnh du lịch thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung đến rộng hơn với các thị trường khách khu vực Đông Nam Á. Các công ty du lịch chuẩn bị tốt mọi điều kiện về dịch vụ du lịch nhằm mang đến cho khách những chuyến đi, những trải nghiệm hoàn hảo. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, trong bối cảnh niềm tin của du khách, trong nước đang gia tăng nhờ số ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng giảm dần. Tổng cục du lịch Thái Lan đang nỗ lực để đạt mục tiêu 80 triệu chuyến du lịch nội địa trong nửa đầu năm 2022. Thưa quý vị, hôm qua, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tuyên bố sẽ không xúc tiến thỏa thuận mua lại Twitter, trừ khi nhận được bằng chứng cụ thể về số lượng tài khoản giả trên mạng xã hội đình đám này. Tỷ phú Elon Musk nêu rõ giám đốc điều hành Twitter đã từ chối cung cấp bằng chứng cho thấy số tài khoản giả mạo trên Twitter chiếm dưới 5% tỷ lệ người dùng mạng xã hội này. Ông nhấn mạnh sẽ không tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter nếu không nhận được đảm bảo trong vấn đề trên. Thưa quý vị, từ những việc làm thầm lặng, nhưng thật ý nghĩa của nhiều bạn trẻ đã truyền tải thông điệp về tình yêu thương, giá trị cuộc sống, qua đó cho thấy sức lan tỏa của phong trào mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một câu chuyện tốt trong cộng đồng giới trẻ, được làm công việc mình yêu thích, thỏa niềm đam mê sáng tạo qua từng mẫu tóc cho khách hàng đối với bạn Lê Hải Âu, chủ tiệm tóc Old Sky, thành phố Bạc Liêu là điều thật tuyệt vời. Đã từng có một tuổi thơ nghèo khó, đi làm công nhân chật vật với chuyện cơm áo, gạo tiền để nuôi được ước mơ của mình, Âu đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ đó đã hình thành ở người bạn trẻ này một quan niệm sống rất đáng quý, yêu thương là cho đi chứ không cần nhận lại. Và cứ thế, trong cuộc sống hàng ngày, Âu luôn gieo mầm yêu thương từ những công việc thầm lặng. Cái tiệm tóc của Âu là địa điểm cắt tóc miễn phí quen thuộc của những hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, trẻ em nghèo. Có một điều khá trùng hợp là hơn 10 nhân viên được Âu nhận vào đào tạo cũng có niềm đam mê với công việc thiện nguyện. Vì vậy, khi có hoạt động nào ý nghĩa hay hoàn cảnh nào khó khăn là các bạn cùng nhau đóng góp tiền bạc để tham gia, giúp đỡ. Đặc biệt, Âu luôn hỗ trợ tích cực cho thành đoàn thành phố Bạc Liêu trong các hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn. Và trong một chuyến đi hớt tóc miễn phí cho trẻ em phường 1, Âu tình cờ gặp cậu bé tên Phong. Hoàn cảnh của Phong thật đáng thương, cha mẹ ly hôn và cả hai đều có gia đình mới. Phong ở với bà ngoại và tham gia lớp học tình thương của phường. Thấy hoàn cảnh của cậu bé như vậy, Âu đã nhận đào tạo cắt tóc miễn phí, sắm quần áo, nuôi cơm và mỗi ngày cho tiền em bỏ ống heo để chi xài những lúc cần thiết. Tôi muốn dạy cho Phong có cái nghề để giúp em ấy có thể thay đổi tương lai, Âu chia sẻ. Không chỉ có Phong,
Với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Âu cũng nhận đào tạo và giảm 50% tiền học phí nhằm tạo điều kiện cho họ lập nghiệp. Cùng chung quan niệm sống với Hải Âu, Nhóm Nắng Yêu Thương là nơi tập hợp rất nhiều bạn trẻ ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và có cùng sở thích góp sức vì cộng đồng. Từ số tiền do các thành viên trong nhóm đóng góp và vận động cộng đồng xã hội, trung bình mỗi tháng, nhóm tổ chức 1 đến 2 chuyến đi làm công tác xã hội với nhiều hình thức hỗ trợ, tặng quà, tiền, tập vở, học bổng, phương tiện sản xuất cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, học sinh nghèo. Có thể nói, thời gian qua phong trào Mỗi Ngày Một Việc Tốt, Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Tốt do Thành đoàn thành phố Bạc Liêu phát động trong các đoàn cơ sở đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Riêng thành đoàn cũng đã và đang có nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh hoạt động tiếp sức đến trường, thành đoàn dự kiến sẽ thành lập gian hàng giúp bạn đến trường đặt tại đơn vị. Gian hàng bao gồm quần áo, tập vở, hỗ trợ miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và vào dịp Trung thu sắp tới là kế hoạch bán bánh Trung thu gây quỹ cho trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Kế hoạch này cũng đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo đoàn viên thanh niên. Những tấm lòng thơm thảo của người trẻ được thể hiện qua những việc làm thầm lặng, với khát khao cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, kết nối yêu thương giữa người với người, thật đáng trân trọng. Thưa quý vị, với khí hậu dễ chịu quanh năm, du khách có thể tham quan Tuy Hòa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, thành phố Tuy Hòa còn sở hữu lượng di tích lịch sử phong phú, lưu giữ nét đặc sắc văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm Pa, phản ánh thời kỳ người Việt và người Qua đến định cư, sinh sống, khám phá những câu chuyện lịch sử văn hóa hay chiêm ngưỡng kiến trúc của người Chăm Pa cũng là trải nghiệm thú vị mà du khách không nên bỏ qua. Thưa quý vị, không có gì ngạc nhiên khi Paris là điểm đến du lịch châu Âu, đáng mơ ước của mọi nhà. Kinh đô ánh sáng Paris mang trên mình một tấm áo vô cùng tráng lệ, nhưng không kém phần lãng mạn. Cùng vô vàn những địa danh tuyệt sắc và công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng, nếu bạn có cơ hội ghé thăm Paris, thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng sau: Tháp Eiffel, Cổng Khải Hoàng Môn, Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Sèvres. Không những vậy, kinh đô ánh sáng Paris còn gắn liền với cái nôi của nghệ thuật ẩm thực. Đặt chân tới đây, bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là những nhà hàng sang trọng, với chất lượng phục vụ khỏi phải bàn cãi. Chắc chắn đây sẽ là điểm nhấn thú vị trong tour du lịch châu Âu này. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.